Chào các bạn, cây cốt thảo, một vị thuốc nam có tác dụng điều trị viêm gan, viêm nhiễm tiết niệu, thanh nhiệt, lợi tiểu, giảm đau. Vậy ngoài tác dụng này thì cây cốt thảo có lợi ích gì đối với sức khỏe? Để hiểu hơn về vị thuốc cây cốt thảo, mời bạn theo dõi video sau đây. Cây cốt thảo còn được gọi với cái tên khác là gừng họ mềm, có dạng như leo gỗ, dài 60cm, có lông mềm màu vàng nâu, thường mọc nhiều ở dọc đường đi và gần các khu dân cư tới độ cao 500m. Ở nước ta, cây cốt thảo xuất hiện ở một số tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột. Người ta thường thu hái tàn cây quanh năm, tách bỏ quả, rửa sạch, phơi khô dùng. Công dụng của cây cốt thảo. Cây cốt thảo có vị ngọt, nhạt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giảm đau. Ở Trung Quốc, người ta thường dùng cây để điều trị viêm gan cấp và mãn tính, xơ gan cổ trướng, đau gan, suy giảm chức năng gan, viêm nhiễm đường tiết niệu, thoái ra máu. Ngoài ra, cây cốt thảo còn có tác dụng điều trị phong thấp, đau nhức xương khớp, đờn ngã tổn thương, viêm mạch bạch huyết cổ, trị rắn cắn và nóng sốt vào mùa hè. Rễ cây cốt thảo còn được dùng trị ứ huyết, nội thương và làm thuốc giúp thanh lương giải nhiệt. Cách sử dụng cây cốt thảo trong điều trị bệnh. Bài thuốc hỗ trợ điều trị xơ gan cổ trướng. Cây cốt thảo, cây an xoa, cây xạ đen mỗi vị 30g, đem sắc nấu với 1,2 lít nước, sắc cạn còn lại 300ml nước, chia thành 2 lần uống trong ngày. Bài thuốc hỗ trợ điều trị đường tiết niệu đái ra máu. Cây cốt thảo 30g, chó đẻ răng cưa 15g, cây bồng bông 10g, sắc nấu nước uống. Bài thuốc hỗ trợ điều trị viêm gan, gan yếu, men rang tăng, kinh nghiệm nhân gian. Cây cốt thảo, diệp hạ châu, hạ khô thảo, bồ công anh, bán chi liên, bạch hoa xà, hoàng kỳ mỗi vị 14g, đại táo 12g, sắc uống ngày dùng 1 thang, liệu trình uống khoảng 30 ngày nghỉ, rồi đi xét nghiệm lại. Để hiểu thêm về cây cốt thảo cũng như cây thuốc khác, bạn có thể vào website của Thảo Dược Thanh Bình ở phần xem thêm. Trên màn hình là sản phẩm cây cốt thảo của công ty Thảo Dược Thanh Bình. Sản phẩm phê khô được đóng gói gọn gàng sạch sẽ. Trên bao bì còn có hướng dẫn sử dụng. Nếu bạn quan tâm sản phẩm có thể gọi ngay hotline trên màn hình để được tư vấn miễn phí hoặc đặt mua sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay, bổ ích, hãy like và share cho chúng tôi nhé.